Chào các anh em nha. Nay mình xin giới thiệu cho anh em thêm một số ốc mai tại vườn của anh Tân ở ngã 7 các bạn. Đầu tiên là ốc số 1 nha anh em. Đây. Gốc này mai gì anh? Mai này mai vàng 5 cánh mà nó ra 7 cánh, 10 cánh, chung là bao bông đẹp á. Chiều cao nó khoảng nhiêu ta? Cao được khoảng 2 mét rồi. Còn cái đường kính tàn đó anh? Đường tàn có 1m8, có 1m8 2 mét á. Đây, quay cho anh em xem cái phía bên trong cái bộ đế này, anh em thấy nó lắc lưỡng, nhìn thấy rất là lực nha anh em. Đây, anh em thấy không? Chi cành phía bên trong anh em thấy à. Đây, từ dưới gốc lên này, anh em thấy lên tới đỉnh luôn. Đó, anh vô, anh nhờ em vô đo em cái bộ hoành đó nha. Mớp toàn thân luôn anh em, dưới gốc thì sắn nha anh em. 59. Đây, đế này còn cái cũ rồi anh em coi. Rồi, 72. Rồi, để em ra anh quay cho anh em xem. Cây này có chỉnh sửa chưa anh? Cây này nói chung là mua về là nó vậy đó. Người ta sửa từ nhỏ tới lớn. Đây, những cái nụ bông này bông lớn không anh? Bông chùm sao anh? Hồi mua lại của lái là người ta bao bông mình không? Bao bông đẹp ha. Đằng này mình thấy bông, thấy mặt bông ở trên. Chưa thấy mặt bông nhưng mà người ta bao bông rồi đó. Dạ. Đây, quay lại cho anh em xem thêm một lần nữa. Cái này là mình không báo giá, mình chỉ anh em nào quan tâm thật sự thì liên hệ trực tiếp với anh Tân đi. Cho dễ. Anh em mua bán lại để cho nó dễ mua bán. Dạ dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ qua gốc số 2 nha anh em. Kế tiếp gốc số 2 bạn. Cái này mình uống theo kiểu gì anh? Quá đề cầu vậy đó. Giống như cái hình nhà World Cup anh. Ừ. Cúp á. Cái này Việt Nam mà thắng. Cái này là mình mai này mai bao nhiêu cánh anh? Cái này là bông bao đẹp luôn, bông nhiều cánh. Chiều cao nó khoảng nhiêu ta? Cái tàn này cao ghê à. Khoảng 4 mét đó. 4 mét ha. Còn đường kính ngang của nó ta? Đường kính khoảng khoảng 2 mét chắc cú luôn. Cái này nó đều hết luôn nha anh em. Vì ảnh chỉnh sửa qua cái hình qua đây cầu đều giúp luôn. Tàn tán anh em thấy nè. Đây, phía bên trong đó là cái tàn rồi, chỉ cần phía bên trong anh em thấy nè. Này mình uống thành phẩm chưa anh? Thành phẩm rồi đó, Tết là chơi luôn á. Này mình đem về mình bông ba tán này kia chơi bình thường không anh? Này là Tết, này là chơi anh. Đây, nhờ anh vô đo em cái hoành anh. Rồi cái hoành em đo ngay đây là 61. Rồi, đế này anh em thấy nó xảy luôn, để anh đo xong cái mình quay chi tiết bù đế cho anh em xem đi. Đo cái cũ được rồi, đo hết không anh? 1m3 đây. 1m3, cũ đến 1m3, thoát thân luôn anh. Ta từ dưới đây lên đây cho anh em tham khảo. 54. 54. Đây, quay cho anh em xem cái cũ này này. Đế đẹp. Cực kỳ, này nó còn ra ngoài đây đúng không anh? Nó còn ra ngoài sao? Tới đây hết anh. Tới đây cái bọng đó. Anh em thấy là những cái đế nó ra này. Cái này mình đem về đây lâu chưa anh? 2 năm hả? 2 năm ha. Trời ơi, cái mặt bên đây nhìn nó bự hơn bên kia ha. Lực hơn. Cạnh đây. Rồi bắt đầu mình sẽ qua quay một vòng nó cho anh em xem. Nếu mà đem về bao nhiêu năm rồi anh? 2 năm anh. 2 năm rồi ha. Thấy mặt bông rồi anh? Thấy rồi, thấy bông. Bông bao đẹp cho anh em ha. Tàn đá. Rồi bắt đầu mình qua gốc kế tiếp nha anh em. Gốc số 3 nha anh em. Gốc này tàn mình chơi theo kiểu gì anh? Cái này là tàn tự nhiên, người ta sửa từ nhỏ tới lớn. Trên cành nó tăng ngang không à? Cái này bông bao nhiêu cánh anh?
Xe này em chưa thấy mặt bông. Nhưng mà người ta nói là bông nhiêu cánh? Bông 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh. Thì nói chung là 5 cánh đi. Chiều cao nó bao nhiêu ta? Chiều cao cái này khoảng 3 mét rưỡi. Còn cái đường kính cái tàn này rộng ạ? Đến khoảng 4 mét. 4 mét, 5 mét á. 4 mét đến 5 mét nha anh em. Rộng lắm. Đây. Đây còn cái tàn tán bên trong gốc mai này nè anh em. Chân cành là khỏi chơi luôn. Mấy cái điểm này là phải xù không anh? Cây này nó đang lên xù anh. Đang lên ha. Ôi em thấy đóng vú bò nhiều anh. Cây này bây giờ mình nuôi cho nó sung lại kìa nó mới lên lại chứ giờ là nó bị sượng mới bứng về. Dạ. Thấy lên cũng nhiều vú bò lắm nè. Rất là nhiều. Được. Nó là nó sùng nách hết trơn rồi. Bông nó bông trong thân không á? Bông trong thân. Đây, đế đây nè. Đó để mò cho anh em coi. Trời ơi, đã. Đây, đế đây nè. Đây là cái đuôi của nó con. Đây vô đây. Ồ. Đây anh em thấy có nguyên cái bệ đế nè anh em thấy không? Để mồi hết giáp vòng mình quay cho anh em xem. Mình đem về đây lâu chưa anh? Mấy tháng hả? Mình đem về đây khoảng 3 tháng hả? 3 tháng rồi hả? Để đều quá nha anh em. Dưới đóng thêm cái ghế đại nữa kìa. Cái ghẻ này là nó đụng tới cái bầu này luôn rồi. Bộ đế anh em thấy. Này nó ra trong thân cũng nhiều quá anh, bông á. Bông trong thân nó đeo nhiều lắm. Tại bứng về là nó hơi bị mất sức. Cái họ giấc anh nhìn là đã lắm. Rồi giờ anh nhờ anh vô đo mấy cái hoành cái. Rồi, quần em đo ở đây là 60 nha anh em. 60. Rồi em đo cái dọc đế cho anh em coi. Mát thước. Mát thước mới còn cùng bên à. Mát thước này đo tham khảo cho anh em tham khảo thôi. Còn nguyên bên đây là khoảng 6 tấc nữa đó. Lắc anh em ơi. Móp thân móp đẹp lắm. Rất thích cái dạng móp tới ngọn. Ghê đại không nha anh em. Báo giá nha anh em nào quan tâm thật sự có thích thì alo cho em số điện thoại của anh Tâm mình để phần tiêu đề anh Tân mình để phần tiêu đề điện thoại của em là 0933 89 3534 em tên Tân rồi ok có nói số Zalo em luôn có gì em chụp hình em gửi cho coi rồi bây giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha hẹn lại mọi người.